Bán kết AFF Cup 2020 lượt về giữa tuyển Việt Nam – Thái Lan, sẵn sàng cho trận tái đấu. Đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho trận tái đấu với Thái Lan ở bán kết lượt về AFF Cup 2020. Thay cho huấn luyện viên Park Hang-seo phải giành chiến thắng với cách biệt 3 bàn để ngược dòng đoạt vé vào chơi trận chung kết AFF Cup 2020. Ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-2. Lần đầu tiên sau 4 năm, tuyển Việt Nam đã phải nhận thất bại trước một đội bóng ở khu vực Đông Nam Á đó là trận đấu mà may mắn đã không mỉm cười với thầy trò huấn luyện viên bắc hăng sau khi quang hải hai lần xúc chạm xà ngang và cột dọc để đối thủ dẫn trước hai bàn con đường bảo vệ ngôi vô địch của tuyển việt nam càng trở nên đầy gian nan để giành vé vào chung kết các chiến binh sao vàng cần phải đánh bại voi chiến với cách biệt ba bàn đã quá hiểu nhau cả về lối chơi lẫn con người nên trận đấu bán kết lượt về hứa hẹn sẽ là cuộc đấu cân não từ băng ghế huấn luyện cho đến những diễn biến quyết liệt giữa các cầu thủ trên sân sang lớp cách biệt hai bàn trước một 1, 1 đối thủ hàng đầu khu vực Đông Nam Á như tuyển Thái Lan. Đội đang rất quyết tâm khẳng định vị thế trước tuyển Việt Nam, thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn. Điều quan trọng nhất là các cầu thủ Việt Nam sẽ không từ bỏ. Vẫn còn 90 phút lượt về và chúng tôi sẽ chiến đấu với tất cả những gì mình có. Cho dù trong hoàn cảnh nào thì các cầu thủ vẫn sẽ luôn nắm chặt tay thi đấu đến giây phút cuối cùng, tiền vệ Quang Hải chia sẻ sau trận lượt đi tuyển Việt Nam không còn đường lùi, nhưng vẫn còn cơ hội. Khoảng cách hai bàn chưa hẳn là nhiệm vụ bất khả thi nếu thầy trò ông Park Hang-seo tận dụng được những điểm yếu của đối thủ. Trận lượt đi, đội bóng của huấn luyện viên Mano Polking chơi khá tốt, nhưng cũng đã bộc lộ những vấn đề, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. 30 phút cuối trận bán kết lượt đi mang đến những chỉ dấu quan trọng cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong khoảng thời gian này, Quang Hải có một pha sút xa dội xa ngang khi trước mặt anh không có sự truy cản nào. Quang Hải cũng có ít nhất hai đường truyền ấn tượng để Văn Đức và Đức Chinh có thể lập công. Huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ phải chơi tất tay để có được bàn thắng trước khi nghĩ đến những toan tính cho cuộc lội ngược dòng thần kỳ trước tuyển Thái Lan. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam tin tưởng thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ làm nên bất ngờ ở 90 phút ở trận bán kết lượt về, dù điều đó chẳng dễ dàng. Trong 6 lần vào bán kết AFF cấp kệ từ năm 2007, tuyển Thái Lan có đến 5 lần vào chung kết, trừ giải đấu năm 2018. Theo thống kê, tuyển Việt Nam đã từng có 3 lần thua ở lượt đi bán kết, nhưng ở lượt về đều không thể lật ngược thế cờ. Có nhiều lý do để tin rằng, những chiến binh sao vàng có thể tạo ra những bất ngờ trước tuyển Thái Lan ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2020. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam từng chỉ cần mất 8 đến 10 phút để ghi liền hai bàn thắng trước đối phương. Cũng trong 4 năm qua dưới bàn tay ma thuật của chiến lược gia ngùi Hàn Quốc, tuyển Việt Nam cũng đã tạo ra những chiến công ấn tượng từ khu vực và châu lục. Trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia Singapore vào lúc 19h30 ngày 26 tháng 12. Dự kiến đội hình xuất phát của hai đội, tuyển Việt Nam, Nguyên Mạnh, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Thành Trung, Tấn Tài, Văn Thanh, Tuấn Anh, Hoàng Đức, Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn tuyển Thái Lan, Chachai Baprom, Narubadin Wirawatnodom, Manuel Enbai, Dakaman, Thirathong Bumathang, Phitiwat, Thanawat, Sarat Iwien. Chanathip Songkarasin, Supachok Sarachak, Therajin Yanya. Ở trận bán kết 1, tuyển Indonesia đã đánh bại tuyển Singapore 4-2 để giành quyền vào chung kết với tổng tỷ số thắng 5-3 sau hai lượt trận. Đây là lần thứ sáu trong lịch sử, đội bóng xứ vạn đảo có mặt trong trận chung kết AFF Cup.